Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng nha. Sáng hôm nay thì cũng như công việc hàng ngày các bạn ơi, mình cũng lên đường đi bẫy bìm bịp để mưu sinh nữa nha các bạn. Thì cái điểm này là cũng cái điểm mới nha các bạn. Cách nhà mình cũng xa đó các bạn ơi. Cỡ này đi xa không bạn ơi, chứ ở nhà gần gần nhà mình bẫy nó dính cũng yếu nha các bạn. Thì mình cũng đã bẫy xong rồi các bạn. Do hồi sớm mình đi tranh thủ sớm đó các bạn, mình không quay được cái lúc bẫy nha các bạn. Bây giờ thì mình bẫy xong bắt đầu mình lưu lại nha các bạn. Thì mình bẫy nguyên khu vực đây nè các bạn. Mấy cái khu vực bờ xài này nha các bạn. Thì ra tới ngoài 500 ngoài đó luôn các bạn. Mình sẽ lội ra tới đó sẽ có bẫy nha các bạn. Dưới bờ này mình lội dài ra thì cũng có bẫy một số. Rồi bây giờ mình cũng mời các bạn theo chân mình trải nghiệm thăm những chiếc bẫy mình bẫy bìm bịp luôn nha các bạn. Lên đường các bạn ơi. Điểm này nãy giờ mình bẫy xong rồi mình quay lại cũng 5-6 cái gì nó cũng không dính nha các bạn. Tại vì mình mới bẫy rồi mình quay lại đó các bạn, cho nên cũng hên xui. Nhưng mà thông thường mấy điểm mới thì cũng hay có lắm bạn. Với bữa nay mình đi với ông chú nữa nha các bạn, đi tới hai người đó. Ông chú mình thì cũng đi hướng dưới, mình đi hướng trên nha các bạn, tẻ ra người đi hướng nha các bạn. Gần hơi mình về ngay điểm rồi mình tổng kết nha các bạn. Đây, đây con cái cũng không dính nữa nè các bạn. Ông chú này cũng quen mặt đó các bạn ơi. Chú này lúc trước theo mình học ngày đó, giờ ông cũng cứng ngời nha các bạn, cho nên là đi bẫy riêng không à. Bữa nay không có dịp đi chung với mình bữa. Nay ông theo mình đi vô kinh này, người bẫy hướng, người hướng trên, người hướng dưới nha các bạn. Trong bờ này mình đi có lắc các bạn không cảm nha, để chui chui vô mấy cái lùm nè các bạn. Bờ xài nha các bạn. Hồi trước chín bạn ơi, quá trời mình bị già luôn kìa. Khổ xanh dần các bạn. Đó, đi điểm mới là dính con bành bạch gì không nghe các bạn. Nào mấy rồi, các bạn thấy hết biết không? Trời nắng đổi mệt nha các bạn. Chẳng mình ngồi đây mình nghỉ luôn các bạn ơi. Mình cũng vừa ăn ổ bánh mì với uống chai nước xong nghe các bạn. Đây, hành trang của mình thì ngày nào cũng như nấy. Bọc ốc với chai nước suối với ổ bánh mì, mà ổ bánh mì mình mới ăn nè các bạn. Thì mình bẫy xong rồi cái đầu mình kiếm điểm mình ngồi mình ăn mình nghỉ nha các bạn. Cả khoảng cả tiếng hộ đó mình quay lại mình thăm. Rồi mình về, về xong tới chiều 4 giờ mình vô thăm lại tiếp tục nha các bạn. Này mình mới bẫy quay lại nên còn sống nè các bạn. Hết biết mình bịp dạ các bạn. Ôi, ôi cầm vô bàm tay các bạn. Hết biết mình bịp. Khủng. Đi mấy điểm mới thì mình phá vậy các bạn. Bẫy bịp thì cực cái gì về điểm nha các bạn. Tại vì các bạn bẫy rồi thì chỉ thăm được hai cử. Ủa 2 ngày hoặc 3 ngày là phải về nha các bạn. Mà đa số mình bẫy này mình bẫy hơi dày cái, cho nên cỡ khoảng 2 ngày là mình về các bạn ơi. Thăm cỡ cử thứ tư là mình về rồi. Giống như bữa nay mình thăm. Mình bẫy chứ mình bẫy mình lưu lại là mình thăm. Thăm xong mình về chiều 4 giờ mình vô thăm. Và mai tới 9 giờ sáng mình vô thăm, cái chiều 4 giờ chiều mai là mình cuốn nha các bạn. Mà nếu mà điểm nào còn nhiều quá thì mình sẽ giữ lại luôn. Mình giữ lại thăm thêm nữa. Còn nếu mà không nhiều thì 4 cử là mình cuốn hả các bạn ơi. Mà đa số là 4 cử nhiều quá. Rồi, ngon lành nha các bạn. Thì mình cũng nói cho các bạn biết luôn, có nhiều bạn mới các bạn không biết cứ hỏi mình bẫy bìm bịp bẫy bằng mồi gì các bạn, thì mình cũng bẫy bằng mồi ốc bu vàng nha các bạn. Đây để mình lấy ốc ra cho các bạn xem. Mình bẫy bằng ốc bu vàng, còn bẫy này đó là bẫy kẹp này đó là bẫy chuột nha các bạn. Mình chế lại đó các bạn, mình về mình bẻ cái giọng này lại thôi các bạn. Còn cái ti này là nó đã văng rồi, mình chế lại ti khác nè các bạn. Thì mình móc ốc vô mình để gì thôi nha các bạn. Mình lựa mấy điểm mà có vỏ ốc là nhiều nè các bạn, thì các bạn bẫy thôi chứ nó cũng đơn giản chứ cũng không khó gì nha các bạn. Chỉ có cái cực là mình lội nha các bạn, mình lội hay mệt á. Tại vì bẫy bịp thì di về bài điểm hoài các bạn ơi, chứ nếu các bạn không di về thì nó sẽ dính yếu lắm. Mình bẫy thì bữa hay bữa phải di về điểm khác gì đó. Rồi, giờ mình cũng ngưng đây cái nha các bạn. Mình đi về tới hơi có dính mình quay tiếp các bạn ơi. Mình xử lý cái bẫy này lại, đừng hy vọng cử chiều mình vô mình thăm coi có dính không nghe các bạn. Ở đây mình bịp nhiều quá mà nó chưa chịu dính các bạn ơi. Tại mình mới bẫy rồi mình quay lại đó các bạn, nó hơi nhát nha các bạn. Với thằng buổi sáng á, quê mình ở đây á, chủ vườn người ta đi thăm vườn nhiều quá các bạn ơi, với bẻ xài rồi nữa các bạn. Cái này vô mùa nè. Người ta bẻ trái cây bên đó giống như người ta bẻ ớt rồi vậy đó các bạn. Cho nên nó nhát nha các bạn. Nãy giờ thì mới được con hả các bạn ơi. Thôi chưa có dính các bạn ơi. Đây. Này dính được một em nữa nha các bạn. Con này dính giò nha các bạn, nên hạn chế quay. Này dính giò các bạn ơi. Đây. Em này nó được hai em nha các bạn. Im im nha các bạn. Tại mình cũng tranh thủ các bạn, giống như giờ này cũng gần 12 giờ nè các bạn. Mình tranh thủ mình bẫy xong rồi mình quay trở lại đó các bạn. Tại vì đi đường hơi xa nên mình bẫy nó cũng hơi lâu á các bạn. Điểm mới á mình lội nó hơi lòng vòng, mình kiếm điểm hơi khó đó các bạn. Mình bẫy hơi lâu cho nên tới trưa tranh thủ mình cũng phải đi về nhà. Rồi 4 giờ mình vô thăm lại nha các bạn. Hy vọng cử chiều, còn cử này xong mình thấy hơi hiu đó các bạn ơi. Cử này nãy giờ thăm cũng hơn nửa sạc bẫy rồi, mà mới con này là con thứ hai thôi nha các bạn.
mà nó nào ngay cũng bự bự không các bạn ơi. Con này nhìn thấy lâm gần gần chứ cũng nặng chịu chịu, bạn bự lắm. Còn con trong đây là con bìm bịt già nữa bạn. Đó, con đó già khằn đó, mắt đỏ luôn đó. Còn con này thì mắt chưa đỏ nghe bạn. Con này thì còn hơi tơ nhưng mà nó cũng bự lắm bạn. Nói tơ chứ chà cũng chào bá. Cũng ngon lành nha bạn. Bảy bịt này thì nó nạo ngay nó cũng không có tốn chi phí gì các bạn ơi. Mình chỉ tốn công mình lội thôi đó. Ví dụ như mình sáng mình bảy mình lội vậy, đi vô tới điểm này thì mình bỏ ra mười mấy ngàn xăng đầu là mình chạy tới điểm, đầu là mình bắt ốc bù vàng mình bảy thôi nha các bạn. Khu vực này là đó giờ mình chưa bảy luôn bạn, cách nhà mình cũng cỡ gần cả chục cây số nha các bạn. Mà cũng dính sao yếu các bạn. Mình hy vọng cử chiều nha các bạn. Không thường thì mình bảy rồi thì mình lưu lại thì dính nhiều lắm. Sao chiếc này mình thấy nó dính cũng yếu nè. Mình hy vọng cử chiều coi. Cử chiều nhiều khi ít có ai đi ruộng đổ các bạn, cho nên nó dính mạnh không chừng. Thì mình hy vọng vậy thôi nha các bạn, chứ cũng chưa biết được. Làm nghề bà cậu mà các bạn cũng hên xui lắm các bạn ơi. Rồi em này là hai em nghe các bạn, mình tạm ngưng đây, mình xử lý cái bẫy này rồi mình đi dài tới một hơi có dính mình quay tiếp các bạn ơi. Rồi cái bẫy này mình mới dính con mình gỡ rồi mình sửa lại đây nghe các bạn, rồi mình đi dài vô các bạn ơi. Bờ này mình có bẫy ba cái nha các bạn. Nãy giờ không biết tình hình ông chú mình sao không biết. Chú mình cũng bị bẫy nữa nha các bạn, mà người lợn hướng không biết ổng có vô kèo không, chứ mình thấy mình hơi hiu các bạn ơi, dính yếu quá. Điểm mới mà sao dính không giữ. Hy vọng là cử chiều nó sẽ trúng to nghe các bạn. Mình đi có lắc các bạn không cảm nha, tại khu vực đây là bờ xài đó các bạn. Đi chen chen trong bờ xài. Rồi, chú dính con tơ các bạn ơi. Đây. Đây, em tơ nha các bạn. Này mình mới bẫy rồi mình quay lại cho nên còn sống nè các bạn. Bờ này ba cái mà hai cái kiền dính hai con đó các bạn. Nó ngộ đó bạn, nó chịu dính là mình nói các bạn ha, mình bẫy trước là dính làm sao đó. Còn nó không dính rồi nhiều khi mình bẫy nguyên khúc không dính, như nãy giờ mình lội khúc xa hết sức mà không dính. Hai con kia già, con này tơ nha các bạn. Hên cũng còn sống không các bạn ơi. Nó tơ chứ nó cũng bự rồi các bạn ơi, nó cũng chầm vàm rồi các bạn. Đây. Quá đã các bạn ơi. Nói chung là vừa bẫy rồi quay lại có dính là thấy sướng nha các bạn. Làm gì cũng vậy, mì ăn liền là thấy mê nha các bạn. Bẫy rồi mình quay lại mình thấy có dính là thấy hứng thú rồi. Đây, đây được hai em. Hai em, đây em nữa là ba em. Im im. Đây cái cuối mà làm gì nữa chắc im lắm rồi nha các bạn. Mình yêu cầu một ngày như vậy, một cử đi thăm nha các bạn. Một cử đi thăm của mình mà dính chỉ cần 5 con thôi các bạn, là mình thấy đủ cuộc sống gia đình này nghe các bạn, là thấy vui rồi đó các bạn ơi. Không tham, bữa nào nó che ông cậu bà cậu cho được chúng nhiều nữa thì mình mừng, còn không chúng nhiều thì được nhiều cũng thấy vui rồi. Nói chung là mình ở quê mà, bữa kiếm 200-300 đủ trang trải cuộc sống gia đình cho qua ngày là thấy cũng vui rồi nghe các bạn. Rồi, bây giờ mình cũng cuột giò nó nghe các bạn, mình lấy dây thun mình cuột giò với cuột cánh lại. Rồi mình xử lý cái bẫy này. Mình sửa lại, hy vọng cử chiều nó sẽ có hàng để mình có thu nhập nữa nghe các bạn. Rồi mình đi dài tới, một hơi có dính mình quay tiếp các bạn ơi. Rồi, mình cũng đã thăm hết bẫy nha các bạn. Còn chú mình sao giờ này chưa thấy nữa các bạn ơi. Mình tới đây điểm này hết bẫy rồi, còn từ đây xuống dưới đó là ông chú bẫy đầu dưới đó nghe các bạn. Mình bẫy đầu trên. Mà chuyến này cũng hơi thất thu các bạn ơi. Đi điểm mới mà dính đâu được có ba em hay nghe các bạn. Đây, để mình tổng kết luôn các bạn ơi. Được có con này già khủng nhất nè các bạn. Hết biên bị miệng già bự rồi. Chả bá lửa nha các bạn. Mà bữa nay thì được ba em còn sống không nha các bạn. Còn sống thì quê mình thì điếm ngàn con này được 50.000 các bạn, còn sống nha các bạn, chết thì 40. Mình được ba em này thì bữa nay thành quả cũng được 150.000 các bạn ơi. Nói chung là vừa bẫy rồi lui lại đó nha các bạn, chứ chưa có thăm. Mình hy vọng cử chiều đi sẽ có hàng nhiều nha các bạn, chứ giờ này là mình thắt thu rồi đó. Giờ này là hơi ít đó. Thắt thì không thắt mà trúng thì không trúng, nó cũng lệnh lên các bạn ơi. Thì làm nghề bà cậu mà nghe các bạn, chứ săn bắt mà cũng có khi trúng khi thắt nha các bạn, cũng không biết đâu nói. Đi trúng luồng thì nó sẽ dính được nhiều bìm bịp thì mình vui. Vừa có thu nhập mà vừa được cái clip đẹp cho các bạn xem. Còn nếu mà nó thắt thì nó cũng ít gì nè nghe các bạn, chỉ được có ba em thôi. Đây một bọc ốc đem về, tính là có dính nhiều, đừng thay màu gì, thay ốc nào mà giờ nó không dính nha các bạn, dính được có ba chú hả. Cũng tạm ổn nha các bạn, thắt thì cũng thắt, chú không thắt. Được xì gử buổi sáng, hy vọng cử chiều nó sẽ có thu nhập nhiều một chút. Giờ này mình đang ngồi đây nghỉ mát các bạn ơi, mình phải lội vô hị hị ở trong nhà trắng trắng trong đó nghe các bạn, 500m vô trong đó đó, mình gửi xe trống nghe các bạn. Khu vực đây là người ta trồng mắng cầu na nè các bạn, quê mình mắng cầu na đó các bạn. Bên kia thì mắng cầu gai, bên đây mắng cầu na. Ở dưới đó ta trồng ớt. Ở khu vực mình thì người ta làm vườn rất là nhiều nghe các bạn.
Rồi giờ các bạn cũng cho mình kết thúc video đây ha. Nếu các bạn có xem kênh mình cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ gì nghe các bạn, để mình có động lực mình làm những video tiếp theo. Rồi mình cũng hy vọng cử chịu nó sẽ có dính nghe các bạn, đừng mình sẽ quay được một cái video tiếp theo và nó trúng đồ nghe các bạn, chứ còn kiểu này là hơi ít nghe các bạn. Rồi mình cũng máy bay các bạn, hẹn gặp các bạn ở video sau.